Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm hoa oải hương. Đây là bông hoa oải hương mà mình hoa oải hương bằng giấy nhúng nhá. Đây là hoa oải hương mình làm. Thực ra là nó cũng không giống hoa thật lắm đâu, nhưng mà mình thấy cách làm này nó dễ thì mình hướng dẫn các bạn nhá. Thì chúng ta làm xong thì chúng ta có thể bó thành những cái bó hoa như thế này. Mình cũng đã có cái clip bó hoa đấy, thì các bạn có thể xem cái clip bó hoa như thế này, rất đơn giản luôn. Tầm khoảng mình xem là 2, 4, 8, 8 đến 10 bông hoa là chúng ta có thể bó được một bó hoa như thế này rồi. Đây, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào làm nhé. Đây là một số nguyên liệu chính mà chúng ta cần chuẩn bị. Đầu tiên là giấy nhún màu giống màu hoa oải hương á. Đây là giấy mình dùng là giấy ý. Giấy ý cứng. Thì các bạn có thể dùng giấy nhún Trung Quốc ấy, nhưng mà cái màu nó giống màu hoa oải hương nhất, màu tím hoặc là cái màu. Đây là giấy nhún Trung Quốc các bạn, thì dùng màu này để làm hoa oải hương thì mình thấy nó giống thật hơn này. Tuy nhiên ở đây thì mình dùng giấy nhún ý nhá. Tại vì mình lỡ cắt rồi. Đây các bạn có thể dùng giấy nhún ý. Hoặc là với các bạn mà thích làm hoa nhiều màu sắc ấy, thì các bạn có thể thay đổi màu sắc nhá. Cũng không nhất thiết phải gọi là hoa oải hương đâu. Các bạn có thể làm hoa màu sắc để có thể trang trí bó thành bó ấy, thì nó sẽ đẹp. Tiếp theo là chúng ta ở đây mình dùng giấy nhún Trung Quốc màu xanh để làm lá. Ra là hoa oải hương thì cũng không cần thiết có lá đâu, nhưng mà mình muốn làm thêm vào để bó nhìn cho nó đẹp một chút đấy. Đây không có lá thì các bạn sẽ bó thành bó hoa như thế này, cũng rất đẹp. Bạn nào tùy theo sở thích của mỗi người nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào làm. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cắt cái mảnh giấy nhún ý này ra. Các bạn trước tiên làm thì các bạn sẽ kéo giãn hết cỡ ra. Ở đây mình làm giấy nhún ý cho nên độ giãn nó rất là nhiều. Bạn nào mà muốn làm bằng giấy Trung Quốc ấy, thì các bạn cắt dài hơn, các bạn cắt khoảng 20cm nhá. Bây giờ chúng ta sẽ gập làm 4. Và chúng ta sẽ cắt tua tua như thế này. Các bạn đừng cắt nhỏ quá nhé, cắt vừa vừa thôi. Tại vì cắt nhỏ quá thì đến lúc tí nữa mình cuộn vào ấy thì nó sẽ rất là dễ bị rách. Thôi, mình vừa nói xong. Xin lỗi các bạn nhá. Nhưng đại loại là chúng mình sẽ cắt thành những cái mảnh như thế này này. Như thế này. Đây, cắt cái nếp cắt khoảng như thế này. Đây, các bạn cắt một đoạn dài như thế này này. Tại vì mình lỡ mình cắt đất ra rồi ấy. Nên bây giờ là mình sẽ hướng dẫn các bạn uốn cái đường này nhá. Thì mình sẽ làm tượng trưng thôi. Đây, uốn những cái đường như thế này để các bạn dùng chính cái kẽm cành này. Các bạn đặt như này, các bạn dúng hết chúng vào một đoạn sau các bạn cuộn lại. Đó. Tiếp đến chúng ta sẽ như này, các bạn lại rúm lại. Tại vì cuốn như thế này thì nó sẽ nhanh hơn ấy. Còn các bạn mà cuốn thủ công như từng cái một như thế kia thì lâu lắm. Đây, tương tự chỗ này cũng thế. Mà đau tay ấy, làm một bông thì không sao. Các bạn làm nhiều bông thì rất là khó chịu vì nó rất đau tay. Lúc nãy mình có làm thử như vậy á. Nên là mình nghĩ ra cái cách cuốn như này thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Đó. Đây, mình đã cuốn xong một cái dây như thế này. Thì tiếp theo này, chúng ta sẽ cắt phần lá luôn nhá. Vì mình quên chưa bật súng bắn keo. Đây phần lá. Hoặc là các bạn có thể dùng keo sữa cũng được nhá. Súng bắn keo này. Hoặc là keo sữa. Các bạn cắt phần lá 14x2cm như thế này. Rồi các bạn gập đôi lại. Các bạn cắt. Đây nha.
Tương tự các bạn cắt khoảng 3 cái lá nữa thành 4 cái đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng keo sữa nhá. Đây, các bạn hết keo ở đầu này. Và hết phần thế thôi, không cần nhiều đâu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cuốn. Các bạn xoắn theo hình ốc quế nhá. Các bạn xoắn như mình, theo mình như thế này. Bạn nào mà thích phết keo và trong quá trình mình xoắn như thế này thì các bạn phết keo nhá, còn mình thì không cần. Mình chỉ phết một lúc một ít thôi. Đến cuối thì chúng ta sẽ cố định lại. Đơn giản không ạ? Đã xong luôn rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ gắn lá vào nhá. Thì đầu tiên, trước tiên thì các bạn nên uốn cong cái lá này một chút cho nó đẹp. Các bạn gắn như thế này. Sau đây bạn nào mà cắm thì có thể làm lá đến tận phần dưới này nhá, nhưng mà để bó thì không cần thiết đâu, các bạn chỉ cần làm mấy cái lá bên trên thôi. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bông hoa quải hương siêu đơn giản và siêu không giống. Đây là bông hoa quải hương mà mình đã hướng dẫn các bạn làm xong. Các bạn làm nhiều bông ấy thì chúng ta sẽ bó thành cái bó như thế này, nhìn sẽ đẹp này. Đây các bạn nhìn thấy, nó tối quá không, mình sẽ bật đèn cho các bạn nhìn rõ nhá. Đây như thế này. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhá. Hoa này thì các bạn có thể làm màu này cũng được, hoặc các bạn có thể thay đổi màu tùy ý, màu sắc màu nào cũng được. Mình thấy có nhiều bạn làm các màu ấy trông rất là yêu, nhìn màu đẹp lắm. Thì đây là một cách, đây là cách chúng ta làm giống hoa quải hương, màu giống và màu hoa quải hương, còn các bạn có thể sáng tạo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa này nhé.